Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy chào đón 5 nhà đầu tư âm nhạc đại tài của chương trình hôm nay. Xin mời diễn viên Mi Yu. Diễn viên Dương Quỳnh Anh. Diễn viên Xuân Nghị. Diễn viên Hữu Tính. Và diễn viên Phát Lan. Hai cô gái thì quá đẹp, còn ba chàng trai thì thôi mình miễn bàn đi. Thật sự là cái vẻ đẹp là từ trong tâm hồn mình tỏa ra mà, chứ đâu phải là bên ngoài đâu anh. Wow, nói đẹp thì nghe được nè. Tâm hồn em cũng đâu có đẹp lắm nha. Thôi giao lưu xíu nè. Phát La, em dạ. Tham gia chương trình lần nào chưa? Dạ rồi, em... dạ chưa. Chưa. Có học hỏi gì chứ gì? Dạ không, tại vì em lộn. Tại vì em quay với chị Harry rất là nhiều chương trình. Đúng rồi, chương trình khác. Mắt em có bị cận không? Có à? Có cận phải không? Dạ. Có cận thì mình đem mắt kiến có trọng, giờ sẽ đem mắt kiến không cận đi cho mắt đi chơi vậy. Hả? Em ơi, vậy thì em tham gia chương trình này á, xong em có cái quyết tâm như thế nào? Sau chương trình ngày hôm nay em sẽ ra một cái MV. Tại vì em nghe nói là em chương trình có MV thì em phải hạng nhất. Đúng. Dạ đúng rồi đó, em có không nghe thua nói là không có nha. Dạ. Anh tin vào em rất là. Còn Mi Yu thì sao? Em cũng kinh doanh nhiều đúng không? Dạ, nhưng mà chưa bao giờ kinh doanh tài năng đào tạo ca sĩ rồi âm nhạc này nọ hết. Cho nên là hồi hộp, hồi đó giờ chưa bao giờ chọn được đúng người hát hay hết. Chưa bao giờ đúng luôn á hả? Dạ. Ờ, vậy biết số phận em bữa nay rồi đó. Không sao đâu em, nhưng mà anh nghĩ là em sẽ có nhiều cơ hội hơn các bạn khác. Người ta chỉ có tiền thôi. Yeah. Em còn có sắc nữa mà. À, tức là chương trình này là ngoài 1 tỷ của chương trình là mình được dùng nhan sắc của mình. Chính xác. Được chứ. Đó mới là cái ghê ghê. Không có kinh nghiệm dùng nhan sắc thì cứ hỏi anh. Tại vì anh đã chơi lần thứ 2 rồi. Yeah. Nghĩ. Dạ. Người ta có nhan sắc, em toàn nhan thối thôi, đừng có hỏi. Bây giờ nói về nhan sắc nè, cái người mà được ở đây có tư cách nói chuyện chỉ có cô gái kế bên với Mi Yu thôi. Rồi. Đó là Trương Quỳnh Anh. Sao giờ này càng ngày càng đẹp ra vậy? Yeah. Người ta thường nói là người phụ nữ độc thân luôn là một người phụ nữ quyến rũ nhất. Vậy là em không có quyến rũ được em hả? Em không có quyến rũ đâu. Em ủ rũ lắm. Chưa có bạn trai luôn hả? Dạ. Em nghĩ sao về ba chàng trai của chương trình hôm nay, họ đều là những người độc thân? Sau khi mà em nhìn ba người này xong thì em muốn... cô đơn đến cuối đời. Cô đơn đến cuối đời. Trời ơi. Thế còn bây giờ tính với lại Nghị nè, đã tham gia một lần rồi, về lại lần thứ hai có cái kinh nghiệm gì không chia sẻ mọi người đi nào? Xin nghĩ trước đi. Giống như nãy em chia sẻ với Mi Yu đó, là em sẽ dùng nhan sắc của mình. Ý anh Nghị nói là anh dùng nhan sắc của mình đó hả? Em tưởng hồi nãy ý anh nói là em dùng nhan sắc của em rồi, có gì anh trợ vốn cho. Ý anh nói anh là thấy cái đó nó còn hợp lý hơn Nghị à? Dạ không. Tại vì nếu mà em vẫn tin vào cái chuyện là em dùng nhan sắc để nói chuyện với các ca sĩ ngày hôm nay thì anh tin chắc là em sẽ lại tiếp tục về tay không như lần trước. Nghe nè. Đây sao? Hay lắng nghe. Mùa trước mình hơi vội vàng. Cứ thấy người ta hát cũng hay đó, nhan sắc bên ngoài cũng đẹp lắm, mình chọn liền, nhưng mà đằng sau đó có những người ta hát khủng khiếp lắm. Đúng rồi. Cho nên là kinh nghiệm lần này là mình chắc mình phải chịu khó mình lắng nghe, mình chờ thời hơn nữa. Đúng rồi. Tất cả là sự bình tĩnh. Bông. Thưa quý vị, một nhân vật quá quen thuộc với chúng ta, Lâm Bảo Ngọc. Và còn nói gì nữa, các bạn hãy bình chọn cho cô ấy với tiếng hát Hương Ngọc Lan. Kính thưa quý vị, thời gian bình chọn đã hết. Ngọc ơi Ngọc, bình chọn là đã xong hết rồi, thì Ngọc có thể hát một đoạn khác nào mà cái gì mà nó sôi động mà nó... Tại vì Lâm Bảo Ngọc á, cái sở trường của bạn ấy là nhạc nước ngoài. Đúng rồi. Bây giờ có bài nào mà hát thú vị, ca một cái đi lòe mọi người cái coi, để cho các nhà đầu tư sợ cái coi. All the shine of thousand spotlight, on a star we steal from the sky, and never be enough.
Cái gì mà lòng thòng vậy? Cho em trên Facebook. Em đi đâu vậy? Nghệ sĩ của chị mà. Nghệ sĩ của công ty em làm ơn em đi về giùm cái đi. Em đưa không đồng em thôi đi, em về đi. Không, cho em xin Facebook cái em, Facebook em... cái gì, gia đình người ta Facebook cái gì. Hay quá luôn á. Em về em xin Facebook không của ông Xuân Nghị kìa. Nè Facebook Xuân Nghị nè, Phát La ơi. Bảo vệ đâu rồi? Bảo vệ nè, bảo vệ. Cho em nói một câu đi, cho em nói một câu đi. Rồi cho Phát La nói một câu nè. Thật sự bạn hát quá hay. Tại vì em muốn mình có cái giữ liên lạc với nhau á. Để mình có thể trao đổi thêm về âm nhạc. Bây giờ vậy nè, không nhầm á là lúc đầu Phát La đưa bao nhiêu điểm? Bao nhiêu? Không. Không đồng. Không đồng. Đây là xúc phạm. Đau lòng lắm mà không nói được. Bởi vì em muốn mua lại bản cái dòng này. Khiê đó chị. Đây là nghệ sĩ công ty chị mà. Ngọc. Yeah. I love you. Em nghĩ làm sao người ta ca như vậy. Bao nhiêu người săn đón người ta mà em nghĩ xong cho không điểm. Cho không điểm. Không đồng. Trời ơi trời. Mỹ Dung, bạn cảm thấy nào về ca sĩ mà mình đã chọn về? Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì ở trong đầu tư kinh doanh á, khi mà mình xác định là một ăn cả ngã về không á, sẽ là cú chơi rất là lớn của mình. Và lúc nãy là em cược 990 điểm là tại vì em rất là tin vào tài năng của bạn Ngọc. Mặc dù là trước đây em chưa từng được xem Ngọc biểu diễn, nhưng mà ở Ngọc phát lên một cái thần thái của một nghệ sĩ, một cái ca sĩ á. Cho nên bây giờ em đang rất là sướng, rất là hạnh phúc. Bây giờ nói chung là không còn giao dịch nào thành công nữa, nên thi đấu loại trực tiếp. Xin mời hai nhà đầu tư âm nhạc của hai ca sĩ vừa rồi. Xin mời quý vị và các bạn thân mến, đây là một cuộc chiến thực sự gọi là cân tài, cân sức. Tôi tin chắc rằng ai ra về cũng đừng buồn. Đôi khi khán giả, cái thị hiếu của họ vô tình dành cho cái người kia nhiều hơn một chút xíu mà thôi. Chúng ta đến với điểm số mà khán giả đã dành cho Lâm Bảo Ngọc. Xin được chúc mừng cho Miu và rất là tiếc phải chia tay với Chánh Nguyệt và cả Như Ý, tại vì thật sự hai người hát rất là hay ngày hôm nay. Quá hay luôn. Quá hay luôn, thật sự mà nói. Bây giờ là giọng ca bí ẩn số 4 của chúng tôi, tài lễ là múa sen. Đó, rất là nền nã, rất là dễ thương. Bây giờ cho Harry thấy được số tài khoản dư của các bạn nhé. Miu hiện đang sở hữu một ca sĩ và 10 triệu đồng. Và hữu tính Xuân Nghị mỗi người 300 triệu đồng. Quỳnh Anh có 1 tỷ, Phát La là đại gia nhất, 1 tỷ 350 triệu đồng. Ý kiến của các bạn như thế nào về giọng ca bí ẩn số 4? Đối với em á, thì em khá là thích cô gái này. Mặc dù bạn ấy múa hơi cứng. Bạn này sẽ hát những cái thể loại sẽ không cần vũ đạo nhiều. Và em nghĩ là chắc chắn giọng hát bạn này sẽ rất là hay. I love you số 4. Ban tổ chức trong mùa 2 này có một phiếu may mắn. Đây là tài khoản tiết kiệm. Có những sổ tiết kiệm có tiền, nhưng mà có những sổ tiết kiệm lại không có gì hết. May mắn phụ thuộc vào các bạn. Đây là phần trợ giúp để cho những người đã thua cuộc ở những vòng trước có cơ hội hồi sinh. Bây giờ cho hai người này trước đi. Bóc đi em, cơ hội hồi sinh của em đó. Một lát chỉ âm thầm bỏ vô tài khoản của mình thôi, đừng cho ai biết là mình có nha. Và bây giờ Lâm Bảo Ngọc đang thuộc về đội Miu. Có ai muốn mời Lâm Bảo Ngọc về với số tiền cao hơn không? Hồi này Miu đưa ra là 990 triệu. Ở đây Trương Quỳnh Anh cũng không thể nào đưa cao hơn được. Đúng rồi, chỉ có một người đại gia duy nhất, một mình Phát La. Em cho ý kiến. Ngọc ơi, Phát La đứng ở đâu mà nói? Chị thật sự phải thuyết phục bạn từ cái trái tim của em. Phát La, em phải thuyết phục chị chứ. Ủa vậy hả? Đúng rồi, bạn đột quân về công ty của chị rồi thì bây giờ em phải nói chuyện với quản lý chứ. Ồ, Phát La, hình như em quên là em đang đứng ở đâu á. Ủa vậy là đơn giản là Phát La không coi ra gì. Không coi ra gì. Dạ.
Bây giờ em chỉ nói một câu đơn giản thôi. Nói đi. Anh có tiền. Anh có tiền 1 tỷ 350 triệu. Có thể lo cho em đến suốt cuộc đời Ngọc à? Phát La, em đừng làm mất thời gian của chương trình. Đưa ra con số, mời em. Em sẽ đưa ra con số cho chị Miu suy nghĩ. Nó quay ra số 0 nữa tôi xỉu liền. Đúng rồi đó anh, đúng rồi. Lúc đó là cho Phát La đi về thiệt á. Xin mời. Một. Cái gì vậy? Không xứng đáng đi tiếp tục nói chuyện. Chúng tôi kết thúc cuộc giao dịch ở đây. Nghĩ sao? Người ta hát hay, đang 92 điểm. Nó trả 1 tỷ 3, không biết là người ta còn nhìn vô mặt nó hay không. Đúng rồi. Bởi vì 1 tỷ 3 sẽ để dành cho bạn số 4. À, có nghĩa là trong lòng vẫn không có Bảo Ngọc. Thưa quý vị, ngày hôm nay là đại hội chị em. Chị em nói chuyện nhau, tôi đứng đây cũng có vẻ thừa thải. Anh xin phép lên đó ngồi. Vợ, em muốn làm gì làm. Bản thân Harry cũng đang rất là hồi hộp. Tại vì không biết trong lòng của quý vị khán giả ở đây thích ai nhất. Và trước khi mình công bố kết quả, cảm xúc của em như thế nào? Ngày hôm nay mặc dù bị một số người phản bội rất là mạnh, nhưng mà với một cái số tiền mà chị Mizu đầu tư cho em thì em cảm thấy cũng rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Ngọc. Dễ thương đáng yêu. Còn em thì sao? Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng không muốn gì nhiều hơn. Chủ yếu vui là chính ạ. Và với lại em được dịp gặp những anh chị rất là dễ thương của chương trình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ xin công bố điểm quý vị dành cho Bảo Hân là bao nhiêu? Chúc mừng Nghi Du. Thưa quý vị, như vậy nhân vật cuối cùng chiến thắng là Lâm Bảo Ngọc, đồng đội của Nghi Du. Và Lâm Bảo Ngọc sẽ nhận được giải thưởng trị giá 9.900.000 đồng. Nghi Du chỉ còn lại một cái mệnh giá nhỏ nhỏ, đó là 100.000. 100.000 đó sẽ nhân với con số từ 1 cho đến 10. May mắn nó phụ thuộc vào cái bốc thăm may mắn của Miu. Và chúng ta sẽ đến ngay với phần bốc thăm may mắn. Xin mời. Thưa quý vị, và bây giờ Miu sẽ đến với lại cái may mắn của mình. Chúng ta có hai cái nút, một cái nút màu xanh và một cái nút màu vàng. Màu xanh là phương án an toàn, màu vàng là phương án nguy hiểm. Bạn hiện đang có mệnh giá gốc là có 100 ngàn thôi. Thì 100 ngàn đó bấm màu xanh sẽ được nhân với 1 cho đến 5. Còn nhấn màu vàng, 1 là nhân 0, 2 là nhân 10. Dạ, bây giờ trước khi mà em chọn một trong hai cái nút này thì em xin có chia sẻ một chút xíu là sở dĩ em chọn quyết định đầu tư cho Ngọc là tại vì thứ nhất mình là nhà đầu tư, Ngọc là nghệ sĩ thì em muốn dành cái số tiền đó cho Ngọc. Thứ hai là mình cũng là một người đàn chị cho nên là chỉ cần Ngọc thấy vui, Ngọc thấy hạnh phúc là được. Còn bản thân em đến chơi tới vòng này thì thật sự khi em chừa lại 100 thì đúng là em có nhân 5 lên hay là em nhân 10 thì cũng vậy thôi. Ok, mời em áp bấm. Bảo Ngọc ra về với số tiền 9.900.000 đồng. Riêng Miu là 1 triệu đồng. Xin chúc mừng.